đứa bạn hài hước của tôi đi ngâm bồn nước nóng sau đó có một con bạn xử ngâm nước với rượu vang cảm giác sẽ sảng khoái hơn con bạn tôi nhìn mặt hơi nghi ngờ điều này nhưng chưa kịp từ chối thì đứa bạn đã đổ rượu vào trong bồn nước rồi một lúc sau thì đứa bạn của tôi nó thành ra như thế này đây nó vẫn chưa biết gì nên tôi đã dụ nó ngâm nguyên người xuống nước luôn một lúc sau thì hai đứa chúng nó mới nhận ra có gì đó sai sai nhưng tất cả đã quá muộn rồi nhìn bọn nó có khác gì mới đi tắm nắng về không một lúc sau con bạn của tôi nó còn ngại nó vội vã nhanh chóng chuồng khỏi đây nhìn hai đứa nó mà tôi xấu hổ không dám nhìn luôn á một lúc sau thì nó bị người khác tố cáo với quản lý khách sạn vì cái tội dám đổ rượu vào bồn nước nóng nó cố gắng giải thích là không phải nó là người làm và nó chỉ là nạn nhân thôi nó đã bị quản lý khách sạn phạt phải đi bưng bê cho nhân viên khách sạn coi như là sự trừng phạt một hồi sau thì nó ăn uống cùng nhân viên luôn. Ai có đứa bạn như thế này không? Nếu có thì hãy comment cho mình biết với nhé.